Chào bạn, thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ Mèo và Bên Kia Đại Dương, một bộ manga one shot mới của IPM. Truyện sẽ được thiết kế bìa rời, cán mờ. Tên truyện thì sẽ được phủ UV bóng. Phần art thì sẽ vẽ ngang với tông màu xanh của biển, đem lại cảm giác khá là yên bình. Phần bìa trong thì cán mờ, lấy tông xanh của trời. Truyện sẽ được in 4.000 bản cho cả 3 phiên bản là thường, đặc biệt và sưu tầm. Dày 232 trang, cổ 14,3 x 20,5 thì là to ngang cái quyển Eva đang phát hành của IPM. Truyện có tầm chục trang được in trên giấy C, một nửa là trang màu ở ngay đầu truyện và gần phía cuối truyện. Phần art thì được vẽ khá là đẹp, in rõ nét, truyện khổ to nên cầm đọc hơi mỏi tay. Nhân vật chính là cô bé Ngô Tiểu Dung sống cùng mẹ tại một ngôi làng ở Thanh Tuyền Cương, Đài Trung. Ngay từ nhỏ, cô bé đã luôn phải chịu những lời đàm tiếu từ hàng xóm, chịu sự bắt nạt của bạn bè. Bởi vậy, luôn sống khép kín và không hào hứng với việc đi học. Khi lên lớp 3, cô được xếp ngồi sau Đồng Khả Úy, một cô bé xinh đẹp, hoạt bát, được cả lớp yêu quý. Một tình bạn đặc biệt đã bắt đầu giữa hai con người với tính cách trái ngược nhau. Cả hai dần trở nên thân thiết, luôn chia sẻ với nhau mọi điều. Cuộc sống của Tiểu Dung cũng dần dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, thành tích học tập tốt hơn, có thêm nhiều bạn hơn, hạnh phúc hơn với mỗi ngày đi học. Và rồi, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Chuyến dã ngoại ngày lớp 5 đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của Tiểu Dung với Khả Úy. Trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân, Tiểu Dung càng cảm thấy hụt hẫng, liên tục tự dằn vặt bản thân mãi cho tới khi trưởng thành. Tiểu Dung sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào? Làm cách nào để hoàn thành nốt cuốn truyện tranh tiếng biển của Khả Úy? Câu trả lời đều có hết trong truyện. Các bạn hãy mua đọc và tự cảm nhận nhé. Nửa đầu truyện thì khá là tươi sáng, mình có thể cảm nhận và hiểu được cái niềm vui của Tiểu Dung khi có bạn sau chuỗi thời gian cô đơn một mình. Nửa sau có thể khiến người đọc hơi suy một chút bởi sự ra đi của Khả Úy, bởi đôi mắt vô hồn của Tiểu Dung khi nhận được tin dữ và sự đau khổ gặm nhấm cô bé suốt thời gian dài sau đó. Và cuối cùng là vui vì Tiểu Dung đã giải thoát được bản thân và tìm được lời giải cho mình. Tiểu bản sưu tầm đợt này sẽ có khá nhiều quả. Đầu tiên là một cái set bookmark bằng nhựa, thì sẽ có một cái lớp dán bảo vệ như truyền thống của IPM đây. Các bạn nhớ bóc ra nhé. Hình hai nhân vật là Khả Úy và Tiểu Dung đây. Có cả tên ở trên cái bookmark đây. Bookmark là dạng kẹp. Các bạn kẹp những cái trang truyện để đánh dấu là mình đọc đến đâu rồi. Tiếp đến là một chiếc CKC cũng được đựng trong túi. Phần thiết kế thì khá là giống với những cái CKC của các bộ khác, như là cái bộ Evan đang ra hiện nay của IPM. CKC khá là dày. Phần mặt trước thì sẽ là phần hình của hai nhân vật Tiểu Dung và Khả Úy được cán mờ này. Mặt sau thì là vẫn được phủ nhũ lấm chấm. Còn cái phần khung thì là sẽ đổi màu khi di dưới ánh sáng. Tiếp đến là một chiếc clear file 3 lớp bằng nhựa. Thì cái phần hình đây cũng là hình hai nhân vật của chúng ta. Hình khá là đẹp, màu lên rất đẹp. Mặt trong thì là cũng có phần hình đây, khá đẹp luôn, màu vàng. Cũng rất may là cái clear file đợt này là không bị cong, khá là thẳng và đẹp luôn. Và các bạn sẽ có thêm một cái set cạc được đựng trong một cái phong bì như này. Hình này hình bãi biển này. Đây, set cạc sẽ gồm có 3 cái cạc bằng bìa, khá là mỏng thôi, sẽ được cán mờ. Thì sẽ có hình ở một mặt, mặt sau thì không có hình gì cả. Thì mình khá là thích hai cái hình của hai cái cạc này, nhìn khá đẹp, màu cũng đẹp. Còn cái phần cạc này như là cái phần hình là được vẽ bằng màu nước hay sao ấy, mình không thích cái cạc này. Và thêm một chiếc cạc nữa đây, bằng nhựa dạng 3D. Nên các bạn di ngang này có thể thấy này, cái phần những cái dạng núi với cả cái phần biển thì nó sẽ đổi, nhìn trông như đang chuyển động ấy. Nhưng mà cái cạc này mình thấy là cái hình nhân vật mà cũng đổi nữa thì ngon luôn. Này nó đổi mỗi cái phần nền phía sau, còn hình nhân vật thì không có 3D.